Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Chúc quý vị có một ngày làm việc an toàn và hiệu quả. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin cập nhật về cơn bão số 4 có tên Noru. Hồi 4 giờ sáng ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, từ tối và đêm nay, ven biển, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 4, tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17 giờ ngày 26 tháng 9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về neo đậu để bảo đảm an toàn trước 0 giờ ngày 27 tháng 9. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di rời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi, đảm bảo an toàn. Dự báo khoảng sáng sớm ngày 28 tháng 9, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Với phương châm 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, các lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó và cứu nạn cứu hộ. Ngay từ sáng ngày 26 tháng 9, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định ngay khu vực trọng điểm ven biển, đầm phá, hồ đập, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời, sơ tán dân. Đến 12 giờ ngày 26 tháng 9, công tác giằng chống nhà cửa, kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự nơi đi và nơi đến khi sơ tán dân cơ bản đã được xây dựng xong. Các lực lượng chuyên nghiệp của khối công an như cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các đơn vị địa phương tổ chức cắm biển, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông tại các khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng công tác ứng cứu, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tiếp tục chuyến kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 4 tại miền Trung, ngày 26 tháng 9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công trình chống sói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Công trình chống sói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có tổng kinh phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, được triển khai thi công từ tháng 7 năm ngoái và đến cuối tháng 8 vừa qua đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng dài gần 1,6 km, sử dụng hơn 100.000 khối đá, gần 8.000 khối bê tông và bơm bổ sung thêm hơn 600.000 mét khối cát để tạo bãi biển. Hiện tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục làm việc với cơ quan phát triển Pháp để thống nhất giải pháp thiết kế, tài trợ triển khai xây dựng 4 km tuyến đê biển còn lại.
đồng thời Quảng Nam tiếp tục phân bổ hơn 200 tỷ để kéo dài tuyến đê ngầm dài thêm về phía Bắc, kết hợp bơm cát tạo bãi. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, hiện chính quyền và người dân ven biển cửa đại đã thực hiện các biện pháp gia cố, chẳng chống nhà cửa, đồng thời lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất đối với bão số 4, thành phố Đà Nẵng đã đưa ra nhiều quyết định để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản khi bão đổ bộ. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn cũng chủ động dự trữ thực phẩm để ứng phó trong những ngày mưa bão cận kề. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đà Nẵng. Chúng tôi đang có mặt tại chợ Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, thì hiện đang là thời điểm chợ chiều, nhưng lượng người dân đến đây mua thực phẩm rất đông nhằm trang bị cho những ngày mưa bão sắp tới có lượng thức ăn để dự trữ cho gia đình. Vì vậy, trên các quầy hàng, các sạp ở đây, lượng thực phẩm bán ra rất nhanh so với bình thường. Theo đó, sau cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, Đà Nẵng đã quyết định từ 12 giờ ngày mai 27 tháng 9 tạm dừng họp chợ truyền thống. Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động, công nhân nghỉ làm việc. Nên tại các chợ truyền thống trên địa bàn, lượng người dân mua thực phẩm đông đúc hơn so với trước. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, hải sản và rau củ quả bán hết nhanh chóng. Thì tin bão đến thì tôi cũng như mọi người, ai cũng lo lắng trong lòng thì cũng sợ cúp điện, cũng sợ không có lương thực. Nên cũng phải vội vã đi mua đồ về chuẩn bị cho gia đình thôi. Thì là thấy tình hình mua bán của rau củ quả của người dân là nhiều đông. Người ta mua lại người ta trữ để sợ bỏ quá. Người ta trữ nhiều. So với mức độ bữa là họ mua nhiều, nó rất là nhiều. Trước đó, Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, bão lụt để đầu cơ, găm hàng, tăng giá, bảo đảm cung ứng trước và sau khi bão đổ bộ. Ban Quản lý đã tuyên truyền vận động hộ kinh doanh tại chợ dự trữ cái lượng hàng hóa đảm bảo phục vụ cho nhân dân mua sắm trước trong và sau bão số 4. Đặc biệt là sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát hộ kinh doanh tại chợ thực hiện bán bình ổn giá, đảm bảo giá cả ổn định. Ngoài việc dự trữ lương thực thực phẩm, người dân cũng chủ động chẳng chống nhà cửa, cửa hàng, các tài sản khác để tránh thiệt hại đến mức thấp nhất khi bão đổ về. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 có khả năng đổ bộ vào tỉnh Bình Định, trong ngày 26 tháng 9, Bình Định đã triển khai lực lượng phương tiện phòng chống ứng phó bão số 4 và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Trong ngày 26 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão. Công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão cũng đã được thực hiện gấp rút. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương triển khai hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền tránh bão, chủ động sẵn sàng ứng phó với bão số 4, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, rồi Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn tổ chức là tuyên truyền vận động bà con ngư dân đưa tất cả các phương tiện tàu thuyền vừa nơi neo đậu an toàn. Nói chung là mình làm trên biển thì theo dõi ở các phương tiện thông tin đại chúng trên tần số 7906, 8294 thì mình nhận được là những tin bão khẩn cấp thì mình đã vào cảng Quy Nhơn. Ở đây là để được sự hướng dẫn của bộ đội biên phòng cảng cả của Quy Nhơn để vô nắp bão cho được an toàn. Tại cảng cá Quy Nhơn, đơn vị cũng đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng phân luồng tàu ra và di chuyển đến vị trí neo đậu theo quy định. Xác định bão số 4 có cường độ mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bà con ngư dân. Để nắm chắc tình hình cơn bão số 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Nhân dân tỉnh Bình Định, chỉ đạo cho các đơn vị trên khu vực biên giới biển nắm chắc tình hình số tàu thuyền đang hoạt động trên biển, ngoài xa, có kế hoạch phòng chống tránh bão về những nơi an toàn. Hiện tỉnh Bình Định đã duy trì lực lượng thường trực nhằm hỗ trợ bảo đảm an toàn thuyền, thuyền viên, ngư dân và các khu vực cảng trên địa bàn tỉnh để neo đậu, tránh trú bão.
đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, ứng cứu bà con khi bão đổ bộ vào Bình Định. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật việc làm sửa đổi. Trong đó đáng chú ý, dự thảo luật việc làm sửa đổi sẽ được điều chỉnh một số chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thay vì hợp đồng có thời hạn đủ 3 tháng như quy định hiện hành. Đồng thời đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm mức lương, các khoản phụ cấp, sửa đổi quy định về mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp, bổ sung thêm đối tượng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc, bổ sung quy định khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp bao gồm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 26 tháng 9, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị nhân ngày tránh thai thế giới 26 tháng 9 với chủ đề Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày tránh thai thế giới có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng và giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai. Theo kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021, tổng nhu cầu không được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ hiện đã kết hôn hoặc sống chung là 10,1%. Tỷ lệ này cao hơn so với 6,1% của điều tra tương tự năm 2014. Con số này đối với phụ nữ có quan hệ tình dục hiện chưa kết hôn hoặc không sống chung như vợ chồng là 40,7%, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và tỷ lệ phá thai cao. Mang thai ngoài ý muốn chiếm hơn một nửa số ca phá thai, 53,6%, tỷ suất phá thai là 68 ca trên 1.000 ca sinh sống. Trong thời gian tới, việc thực hiện các mục tiêu về kế hoạch hóa gia đình vẫn là nội dung quan trọng của công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tránh thai, xã hội hóa dịch vụ và phương tiện tránh thai, bảo đảm tiếp cận dịch vụ dễ dàng với các nhóm dân cư khác nhau, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Vừa qua, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã công bố tài trợ thêm hệ thống oxy lỏng cho 10 bệnh viện tại Việt Nam. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID trong thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt các hệ thống oxy lỏng tại 10 bệnh viện ở một số địa phương khó khăn nhất và ở vùng sâu, vùng xa thuộc 6 tỉnh. Như vậy, đến nay USAID đã cung cấp hệ thống oxy lỏng cho tổng số 23 viện tại Việt Nam. Hệ thống oxy lỏng tại các bệnh viện tăng cường khả năng tiếp cận oxy cho bệnh nhân và tăng khả năng cứu sống người bệnh. Vừa qua, các hệ thống oxy lỏng đã hoàn thành tại 13 viện giúp cải thiện việc chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 nặng, cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp như viêm phổi và lao. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp thì chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các ngành nghề mang yếu tố quốc tế, còn nhiều hạn chế, thiếu hụt lao động có tay nghề cao. Vì vậy, việc đào tạo lao động có chất lượng đáp ứng được nhu cầu của thị trường đang là yêu cầu hàng đầu của các doanh nghiệp. Giai đoạn sau đại dịch COVID-19, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Từ đây, nhu cầu về ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao sức hút, khả năng cạnh tranh doanh nghiệp rất cao. Tuy nhiên, để đáp ứng được mong muốn này, yêu cầu về chất lượng lao động cũng cần được đẩy mạnh tương ứng. Trước yêu cầu cấp thiết, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã hướng đến hoạt động liên kết đào tạo tay nghề lao động, tập trung vào các chương trình được thiết kế có tính thực tiễn cao dành cho người lao động và cấp quản lý như áp dụng kiến thức ngành, chuỗi cung ứng, quản lý ngân sách và lập kế hoạch tài chính, cùng các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh đã tổ chức hội nghị hội thảo triển khai luật điện ảnh, lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh và dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 38 năm 2021. Tại hội nghị triển khai luật điện ảnh, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt một số nội dung mới căn bản của luật điện ảnh số 06/2022/QH15 được Quốc hội thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hầu hết các đại biểu ủng hộ tinh thần của dự thảo nghị định, quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh và dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Những nội dung mới được nhiều đại biểu
biểu tham gia hội thảo lưu tâm và góp ý như chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, những nội dung và hành vi bị cấm trong phim điện ảnh, khung giờ hoạt động của rạp phim, đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc tiếp thu để sửa đổi và bổ sung sao cho phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn của điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt bộ lịch với chủ đề Bảo vật quốc gia. Việc đưa các thông tin về bảo vật quốc gia lên cuốn lịch có ý nghĩa khơi gợi và gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử dân tộc của Việt Nam. Bộ lịch Bảo vật quốc gia với những hình ảnh, thông tin về 238 bảo vật quốc gia giúp người xem sẽ có được một hình dung tổng thể về bức tranh lịch sử, nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Mỗi bảo vật quốc gia là những vật chứng vô giá về từng giai đoạn nhất định, nhưng khi được sâu chuỗi trong một hệ thống tổng thể, chúng là sự biểu hiện về hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Bộ lịch Bảo vật quốc gia ra đời với mong muốn góp phần giúp công chúng thêm hiểu, thêm yêu văn hóa lịch sử đất nước. Đồng thời đây cũng là một việc làm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 nhằm khai thác và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo ra những sản phẩm công nghiệp hóa của con người Việt Nam, cho người Việt Nam, vì người Việt Nam nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 8 và đề ra phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ 9. Dự hội nghị có Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chư tôn đức giáo phẩm, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố trong cả nước. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai trọng tâm hiệu quả 4 đề án trọng tâm, bao gồm đề án ngôn ngữ, đề án án phục, đề án kiến trúc và di sản, tham gia tổ chức thành công đại lễ Vê Sác Liên Hợp Quốc tại Chùa Tam Chúc với những nội dung mang đậm bản sắc văn hóa Phật giáo dân tộc trong sự thống nhất đa dạng, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, điền giả, khảo sát thực tiễn về văn hóa Phật giáo, thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng, đóng góp 1,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã thảo luận về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể có đóng góp lớn đối với công tác Phật sự trong thời gian qua. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cảnh báo nền kinh tế thế giới trong năm tới sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do những hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Do đó, tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 xuống còn 2,2% so với mức 2,8% trong dự báo hồi tháng 6. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho thấy, triển vọng tăng trưởng của gần như tất cả các quốc gia trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đều bị giảm, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Anh. Nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2023. Trong khi đó, OECD cũng giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc trong năm nay và năm 2023, lần lượt xuống còn 3,2% và 4,7%. Đức là một trong những nước ở châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine do phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga. OECD dự báo nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở tỉnh Sindh của Pakistan mỗi ngày có hơn 10 trẻ qua đời tại cơ sở này do các bệnh liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm, khi lũ lụt hồi mùa hè đã nhấn chìm hơn 30% diện tích đất nước. Đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe gần như chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trên khắp Pakistan. Tại tỉnh Sindh, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Pakistan, nhiều ngôi làng đã bị cắt điện hoàn toàn, khiến cho các gia đình hầu như không thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Thống kê cho thấy lũ lụt do mưa gió kỷ lục và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía bắc của Pakistan thời gian qua đã cướp đi sinh mạng của gần 1.600 người, trong đó có tới hơn 30% là trẻ em. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt trên đường mà không có thức ăn, nước sạch để uống.
lũ lụt rút dần cũng là lúc Pakistan đối mặt với thảm họa mới khi hàng chục nghìn người bị tiêu chảy, kiết lỵ, sốt xuất huyết và sốt rét. Những người nghèo nhất là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ Pakistan đã kêu gọi viện trợ quốc tế khẩn cấp cho một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử đất nước này. Hôm qua ngày 26 tháng 9, Hồng Kông, Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc tại khách sạn để phòng dịch COVID-19 với du khách nhập cảnh. Ngay sau đó, các công ty lữ hành thông báo ghi nhận số lượng đơn đặt tour du lịch đến khu hành chính này đã tăng gấp 10 lần. Sau hơn 2 năm rưỡi áp dụng, các biện pháp hạn chế với du khách nhập cảnh đã được trưởng đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, ông Lý Gia Siêu thông báo điều chỉnh. Theo đó, hủy việc cách ly tại khách sạn và chuyển thành tự theo dõi y tế trong 3 ngày. Cùng với sự tăng vọt của số lượng tour du lịch đến đặc khu hành chính, Hội đồng Du lịch Hồng Kông dự báo lượng tour du lịch nước ngoài cũng sẽ tăng tới 50% trong một vài tháng tới. Ứng dụng Trip.com về đặt phòng khách sạn và vé máy bay nêu rõ số lượt tìm kiếm chuyến bay đã tăng đến 95 lần, trong khi số lượng khách đặt tour tăng 50% trên trang của ứng dụng này riêng tại Hồng Kông vào tuần qua, với Tokyo, Bangkok, Osaka và Singapore là những điểm đến hàng đầu. Tập đoàn viễn thông SK Telecom của Hàn Quốc vừa giới thiệu mô hình trợ lý ảo mang tên Soa. Nữ trợ lý ảo này sẽ được ra mắt lần đầu tiên dưới dạng mô hình trong quảng cáo cho nền tảng hỗ trợ AI của công ty. Theo tập đoàn viễn thông SK Telecom, nữ trợ lý ảo có tên là Soa này do công ty phát triển đồ họa 3D OnMind tạo nên và sẽ được ra mắt lần đầu tiên dưới dạng mô hình trong quảng cáo cho nền tảng hỗ trợ AI của công ty. Theo đó, Soa sẽ là trợ lý ảo đầu tiên được sử dụng làm mô hình minh họa sản phẩm trong ngành viễn thông của Hàn Quốc. Dự kiến Soa sẽ xuất hiện cùng ca sĩ Yang Won-young trong chiến dịch quảng cáo mới nhất của SK Telecom. Hình ảnh khuôn mặt của Soa được chuyển đổi bằng đồ họa từ hình ảnh của một nữ diễn viên thực đã thể hiện vai diễn trong buổi quay quảng cáo. Trong khi đó, giọng nói của Soa được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp giọng nói dựa trên AI của SK Telecom. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, đồng thời cũng là dịp đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những vấn đề cần tập trung khắc phục. Theo bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân, trong tiến trình để hoạt động giám sát của Quốc hội thật sự trở thành một phương thức kiểm soát quyền lực, như Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội phải luôn tự đổi mới chính bản thân mình. Mỗi cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt, tự giám sát, mỗi đại biểu Quốc hội phải tự mình kiểm soát hoạt động của chính mình trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trước cử tri. Nằm trong loạt bài Hành trình từ hạt lúa đến hạt gạo, báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài 1 Hạt gạo bị chia phần. Hành trình từ hạt lúa đến hạt gạo tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long trải qua quá nhiều khâu trung gian. Hạt lúa từ tay người nông dân một nắng hai sương đến với người tiêu dùng trong nước và vươn ra thế giới là một lộ trình với nhiều mắt xích. Làm thế nào để hạn chế bớt những tầng nấc trung gian, góp phần tăng hiệu quả sản xuất của người nông dân, giảm giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận cho nhà xuất khẩu? Đây là bài toán nan giải. Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả nước đã tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2021. Bài viết trên báo Hà Nội Mới phân tích, đây là mức tăng khá thấp, cho thấy hiệu quả điều hành cũng như diễn biến cung cầu giá cả thị trường. Nhiều tổ chức quốc tế cũng dự báo lạm phát của Việt Nam dưới 4%, tuy dư địa cho kiềm chế lạm phát còn khá rộng nhưng không thể chủ quan, cần chủ động các giải pháp kiềm chế bởi trước mắt là quý 4 với nhu cầu sức mua xã hội có xu hướng gia tăng, trong khi giá xăng dầu vẫn là ẩn số khó đoán. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đề xuất phương án xây dựng tuyến vận tải container bằng đường thủy nội địa kiểu mẫu dài 115 km ở phía Bắc, sau đó nghiên cứu nhân rộng trên toàn quốc. Theo một số chuyên gia, nếu làm được sẽ rút gọn tối đa về thủ tục hành chính, giảm số lần kiểm tra của cơ quan chức năng, từ đó giảm chi phí, thời gian vận chuyển, thời gian chờ đợi. Tại phương án đề xuất, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam cũng đưa ra nhiều giải pháp về hạ tầng, công nghệ, phương tiện, vốn, chính sách và mục tiêu. Đến năm 2027, sẽ hoàn thành xây dựng xong tuyến mẫu ICD Quế Võ, Cảng Hải Phòng. Theo các chuyên gia doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đang phải đối mặt với 3 điểm nghẽn khó để bứt phá, dù có rất nhiều cơ hội tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Bài viết trên báo Lao động phân tích, công nghiệp hỗ trợ được đánh giá là lĩnh vực nền tảng cho phát triển công nghiệp. Đa số các quốc gia có nền công nghiệp phát triển đều là những quốc gia có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội kiến nghị, để ngành công nghiệp hỗ trợ bứt phá, trước hết, chính phủ cần phải đẩy mạnh hỗ trợ, khuyến khích, bảo hộ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, không vi phạm các quy định và các hiệp định kinh tế quốc tế đã và sẽ ký với quốc tế. Thông tin trên báo Đại đoàn kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp gây khó khăn cho thí sinh. Trước đó, theo các thống kê cho thấy, mùa tuyển sinh năm nay có tới 20 phương thức tuyển sinh, xét tuyển. Điều này khiến cho thí sinh thấy rắc rối, hoang mang và sẽ dẫn đến tình trạng không công bằng cho các đối tượng thí sinh xét tuyển. Sau 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhu cầu của người dân về thuốc và thực phẩm chức năng rất lớn. Tuy nhiên, sự khan hiếm nguồn nguyên liệu dẫn tới đứt gãy chuỗi sản xuất đã tạo cơ hội cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh bất hợp pháp lợi dụng đưa hàng giả ra thị trường. Các chuyên gia y tế khẳng định, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả đang là vấn nạn đối với sức khỏe cộng đồng. Người bệnh uống phải thuốc giả chẳng những không có tác dụng điều trị bệnh mà còn mất thời gian để chữa trị. Không những thế, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả còn ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và uy tín của lĩnh vực sản xuất kinh doanh liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung của tiểu mục điểm báo vừa rồi cũng đã kết thúc phần trình bày của tôi. Và tiếp theo chương trình Chào Ngày Mới sẽ là các tiểu mục hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại thâm hụt 845 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu cá ngừ tăng trưởng mạnh, thu nội địa dự kiến đạt mục tiêu và nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được truyền tới quý vị ngay sau đây. Trong nửa đầu tháng 9, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 26,34 tỷ đô la Mỹ, trong đó tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 12,75 tỷ đô la Mỹ, giảm 35,3% so với nửa cuối tháng 8. Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 đạt 13,59 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với nửa cuối tháng 8. Trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu đô la Mỹ xét về xuất khẩu. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9 năm 2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2022 đạt 526,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7%, tương ứng tăng 71,46 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu cá ngừ trong tháng 8 tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 92 triệu đô la Mỹ. Theo đó, nâng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên 730 triệu đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất sang 97 thị trường, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản. Tháng 8, cá ngừ của Việt Nam xuất vào Mỹ tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn EU nhập cá ngừ trong tháng vừa qua tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 106 triệu đô la Mỹ. Tại một số thị trường chính khác như Canada, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Thái Lan và Nga cũng đang có tốc độ nhập cá ngừ tăng trưởng ấn tượng ở mức 3-4 con số trong tháng 8. Tổng thu ngân sách 8 tháng qua do cơ quan thuế quản lý đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 8 tháng đầu năm đã đạt 85% dự toán. Từ tháng 10, nhiều chính sách miễn, giảm, giãn thuế có hiệu lực sẽ khiến số thu ngân sách của ngành thuế giảm nhiều. Tuy nhiên, do kết quả thu 8 tháng qua đạt tốt, nên dự kiến thu ngân sách năm nay vẫn đạt các chỉ tiêu đã được Bộ Tài chính giao. Báo cáo nguồn cung nhà kho quý 2 năm 2022 của Cushman & Wakefield ghi nhận nguồn cung nhà kho tại thành phố Hồ Chí Minh là 705.000 m2 với giá thuê trung bình 5,4 đô la Mỹ một m2 và Hà Nội là 180.000 m2, giá thuê trung bình 5,2 đô la Mỹ một m2. Tỷ lệ lấp đầy trung bình của hai thành phố là 91%. Các nhà bán lẻ thường tìm kiếm kho hàng vào khoảng tháng 6 hàng năm và ký hợp đồng thuê ngắn hạn để chuẩn bị cho mùa lễ hội, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy nhà kho mùa cao điểm có thể lên đến 100%. Theo đơn vị này, trong 3 tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm thương mại điện tử dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ lấp đầy nhà kho trong đô thị. Tuy nhiên, nguồn cung nhà kho chuyên nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu trên gần như không có đối với khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết Cục đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão số 4 và sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để bảo đảm an toàn hàng không. Dự kiến sân bay Đà Nẵng sẽ đóng cửa từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 15 giờ ngày 28 tháng 9. Sân bay Phù Cát Bình Định dự kiến dừng khai thác sân bay từ 14 giờ ngày 27 tháng 9 đến 15 giờ ngày 28 tháng 9. Các hãng hàng không được yêu cầu không để máy bay nằm tại sân bay Đà Nẵng trong thời gian trên. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có công điện gửi các đơn vị có liên quan về việc chủ động phòng chống ứng phó với bão số 4. Cụ thể, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Sau 5 ngày thực hiện nhắc nhở tuyên truyền đối với các tài xế vi phạm luật giao thông trên tuyến đường Vành Đai 3 Hà Nội, từ ngày 26 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành ghi hình làm căn cứ xử phạt. Việc tuần tra sẽ được thực hiện từ 6 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Các tổ tuần tra sẽ tổ chức tuần tra lưu động bằng mô tô chuyên dụng, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông dùng thiết bị nghiệp vụ để quay xe vi phạm. Đợt tăng cường tuần tra này sẽ được triển khai tại tuyến Vành Đai 3 trong một tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đánh giá hiệu quả, nếu tốt sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc ở thành phố lớn. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 ngày đầu thực hiện kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận hơn 40 trường hợp ô tô gặp sự cố trên tuyến. Các trường hợp này đều được nhắc nhở và chưa xử phạt. Qua thời gian đầu nhắc nhở, người tham gia giao thông trên tuyến đã có chuyển biến tích cực. Thưa quý vị, cà phê đường tàu là địa điểm check-in quá quen thuộc với giới trẻ và du khách tham quan. Tuy nhiên, thì ngày 16 tháng 9, UBND quận Hoàn Kiếm đã thu hồi giấy phép kinh doanh, đóng cửa cà phê đường tàu bởi tính chất mất an toàn hành lang đường sắt. Sau hơn một tuần dừng hoạt động, phố đường tàu đã không còn sự náo nhiệt và hút khách tham quan như trước. Tuy nhiên, quyết định dừng cà phê đường tàu được nhiều người dân ủng hộ bởi cho dù phát triển du lịch, nhưng trên hết vẫn phải bảo đảm mọi yếu tố an toàn. Phố đường tàu những ngày này vắng vẻ khác hẳn một tuần trước đó. Rào chắn và các chốt kiểm soát vẫn được túc trực 24/24 giờ. Lác đác vài du khách đến check-in đều được hướng dẫn theo biển cảnh báo nguy hiểm. Làm việc trong ngành đường sắt, bà Hương ủng hộ quyết định của thành phố và quận Hoàn Kiếm về việc dừng hoạt động cà phê tuyến phố này. Bởi bà hiểu rõ, hành lang an toàn đường sắt không phải câu chuyện chỉ nói bằng miệng. Tôi ở đây thì cũng là 40 năm rồi, mà tôi cũng là làm trong ngành đường sắt, tôi hiểu biết về cái an toàn của ngành đường sắt là như thế nào. Mà khi mà đến cái giờ tàu ấy, thì là tôi lại phải ra ngoài đường này, thí dụ như là khách nước ngoài người ta cứ đi thế này thôi. Ta cứ nghĩ là đi ở trên ở ngoài kia là an toàn, nhưng mà không phải. Bởi vì mình phải ra, mình dẹp họ vào. Dù mình không bán quán gì đâu, nhưng mà nó vào những cái quán người ta bán ở trên kia thì rất là nguy hiểm, và mình rất là sợ là xảy ra tai nạn. Không thể phủ nhận, cà phê đường tàu là một điểm check-in thú vị, độc đáo. Người dân và các hộ kinh doanh cũng có ý thức dọn dẹp vệ sinh khu vực sạch sẽ và trang hoàng cho khu phố. Họ gắn bó với tuyến đường tàu hàng chục năm, nắm được lịch tàu chạy. Thế nhưng, một người có thể quản lý nổi bao nhiêu khách? Không ai dám chắc dù khách nào cũng sẽ hiểu những nguy hiểm an toàn đường sắt ở cự ly gần như dân bản địa. Trước mắt là chúng tôi là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, thì chúng tôi cũng bằng hình thức tuyên truyền và cái việc mà vận động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng tôi tuyên truyền cái việc buôn bán kinh doanh đây là nó không đúng với cái quy định của pháp luật. Cái yêu cầu bà con là tạm thời trong cái lúc mà chờ được cái biện pháp giải quyết giữa thành phố với Bộ Giao thông Vận tải, thì cái việc mà kinh doanh đây thì chúng ta phải tạm dừng. Quan điểm của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chúng tôi là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi có những cái đề án mà cũng xuất phát từ nhu cầu của người dân, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của người dân, rồi cái nhu cầu chính đáng của du khách, thì chúng tôi đang phối hợp với cả Sở Giao thông, phối hợp với cả bên công ty Hải Hà là cái công ty quản lý cái đường sắt này, thì cũng đang xây dựng những cái đề án làm theo những cái khung giờ, theo những cái khoảng thời gian mà tuyến tàu đi lại để có một cái phương án phù hợp nhất. Hiện nay, để có được một sản phẩm du lịch với sức thu hút khách thường xuyên như mô hình cà phê đường tàu tại Hà Nội không phải dễ. Nhưng rõ ràng, để quản lý bảo đảm hài hòa lợi ích về du lịch, bảo đảm cuộc sống cho người dân và đúng quy định pháp luật, cần có sự thống nhất về giải pháp của các ngành chức năng. Và trước khi có được giải pháp đó, thì việc tuân thủ thượng tôn pháp luật và an toàn cho người dân vẫn được đặt ưu tiên hàng đầu. Tiểu mục vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Ngày Mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.